Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Quý xin phép được tiếp tục chia sẻ câu chuyện Facebook đến tất cả anh chị và các bạn. Và hôm nay Quý rất là vui khi mà tiếp tục chuỗi ngày hành trình 90 ngày kể chuyện Facebook. Khi mà mình đã hoàn thành được chặng thứ nhất sau 30 ngày và 60 ngày, hôm nay tiếp tục chuỗi 90 ngày. Hôm nay là bắt đầu chuỗi ngày thứ 61. Và Quý cảm thấy là sau cái thời gian mà mình chia sẻ về câu chuyện Facebook đến cộng đồng, quay lại video và mong muốn được cho đi và giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng có được thế giới quan đúng đắn, thì trên cái hành trình đó Quý đã cảm giác con người của mình thay đổi, thế giới quan của mình thay đổi, những hành động của mình thay đổi, và từng bước một mình đạt đến cái mục tiêu của mình và cảm giác cuộc sống của mình gần như thay đổi hoàn toàn. Và bây giờ mình xin phép mình tiếp tục chia sẻ câu chuyện Facebook đến để thứ nhất là có thể chia sẻ đến cộng đồng về những cái thế giới quan của mình, và cái thứ hai là có thể hiểu hơn về Facebook và ứng dụng được nó trong cuộc sống của mình. Và Quý mong rằng tất cả các thành viên trong cộng đồng cũng có thể như Quý để có thể hiểu được và có thể thế giới quan sáng đúng đắn hơn, để có thể nhìn nhận được mọi vật đúng như những gì nó đang là và có thể đạt được 5 mục tiêu cuộc đời của mình thông qua những cái ứng dụng của nó trong cuộc sống của mình. Bây giờ Quý xin phép được bắt đầu chuỗi ngày lần thứ 3 đạt đến con số 30, tức là số 90 ngày. Trên đây Quý bật gì ạ? Cái bút. Giả sử bây giờ con chó có cái chạy vào đây, Quý vô vơ cái phần này trước mõm con chó, thì con chó có thể có hành động gì ạ? Nó lao đến, nó cắn, nó gặp, hoặc nó ngửi cái phần này đúng không ạ? Thế con chó có coi đây là một cái bút đúng không ạ? Không, nó sẽ coi đây là một món đồ chơi hay thứ gì đó có thể gặp được. Thế thì ai đúng không? Người đúng hay là chó đúng? Cả hai đều đúng. Thì chúng ta cần rút ra được kết luận đầu tiên, đó là không có đúng cũng không có sai, tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người hay sự vật khác nhau. Vậy nên hãy tôn trọng thế giới quan của người hay sự vật khác nhau, trừ trong trường hợp là sẽ có đúng có sai khi mà chúng ta đã có sự đồng thuận về pháp luật đối với cộng đồng, đồng thuận về những cái quy định của đội nhóm, hay đồng thuận giữa hai người đã ký kết, thì đó là sự đồng thuận mà sẽ có thế nào là đúng, thế nào là sai. Còn trong những trường hợp khác, chúng ta thường không có đúng không có sai, và chúng ta cần phải tôn trọng những quan điểm và góc nhìn của mỗi người khác nhau. Theo một cái ứng dụng rất là đơn giản, đó là nếu như mà mỗi người đã có một cái góc nhìn khác nhau, thì một, trước tiên chúng ta sẽ tôn trọng thế giới quan của họ. Cái bước tiếp theo, nếu như thực sự mình cảm thấy cái góc nhìn của mình nó hợp lý hơn, nó đúng đắn hơn, thì thay vì chúng ta phản biện là của anh đúng, của tôi sai, của tôi đúng, của anh sai, thì chúng ta hãy cùng mở ra một cái góc nhìn, hãy đưa người bạn của mình đến cái góc nhìn của mình và hai người cùng nhìn về một phía. Thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy được thế giới quan của chúng ta đều là một, và vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Đó là một vài ứng dụng ở trong cái bài học số 1. Và bây giờ tiếp tục đến câu chuyện số 2, là bây giờ cái vấn đặt cái vật này ở đây. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài, cả chó cũng bước ra ngoài, căn phòng trở nên trống không và chỉ có cái vật này ở đây. Thế thì tại cái thời điểm này, cái vật này trở thành cái bút hay là cái món đồ chơi có thể ngửi được đối với con chó? Không gì cả đúng không ạ? Tại vì bây giờ không còn người hay chó ở đây nữa rồi, căn phòng chỉ trống không và có cái vật này thôi. Vậy nên chúng ta thì sẽ kết luận số 2, hoặc là mọi vật đều có tính không hay trung tính, nhưng lại có tiềm năng để trở thành bất kỳ một thứ gì. Tại sao lại nói không lại trung tính nhưng lại có tiềm năng ạ? Đúng rồi, bây giờ cái vật này vẫn ở đây. Và ở ngoài có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì vật này lại trở thành cái gì ạ? Không, lại thấy là gì ạ? Là một cái bút. Đúng rồi. Bây giờ không phải người bước vào trước đi, mà là chó bước vào trước, nó bước vào và nhìn thấy cái vật này trước mặt nó đang làm gì ạ? Nó là người lại cắn cái vật này, và cái vật này ngay lập tức lại trở thành một món đồ chơi. Đó. Vậy bây giờ điều gì xảy ra nếu cả người và chó đồng thời bước vào và cùng nhìn thấy cái vật này, thì cái vật này lại trở thành gì ạ? Vừa một cái bút, đúng rồi, lại là một món đồ chơi. Thì chúng ta thể thấy rằng trong cùng một thời điểm này, cái vật này nó đang trở thành hai thứ khác nhau, bút và đồ chơi đồng thời trong cùng một thời điểm, và thậm chí có thể trở thành nhiều thứ khác nhau nữa tùy vào những đối tượng quán chiếu vào nó. Đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Nó là không, nó là trung tính, nhưng nó cũng tiềm năng trở thành một thứ, hai thứ hay nhiều thứ khác nhau tùy vào những đối tượng quán chiếu vào. Đó chính là cái tính tiềm năng của sự vật. Rồi, ok. Thế thì cái thời điểm khi mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một món, một cái bút, thì nó xuất phát
từ nó, tự nó là một cây bút rồi, hay xuất phát phía người thấy nó là một cây bút? À, xuất phát từ người đúng không ạ? Thì bởi vì nếu như mà tự nó là một cây bút thì con chó cũng thấy đây là một cây bút rồi, thì chó thì viết thư cho bạn gái: ồ em yêu em, một bộ lông thật là mướt mà cái đuôi mẹ quẩy thật là đáng yêu, tán tỉnh con vốn yêu đúng không? Nhưng nó không thể làm được điều đó, mà nó chỉ có thể là gặp người cắn chơi cái vật này thôi, và nó vẫn coi cái vật này là một món đồ chơi mà thôi. Vậy nên chúng ta phải ra được cái kết luận số 3, đó là mọi việc đều xuất phát từ mình mà ra. Chúng ta sử dụng cái phẩy tay này để biểu hiện cái điều đó, mọi việc đều xuất phát từ mình. Nên trong cuộc sống, nếu như chúng ta có những cái việc xảy ra bất như ý đối với bản thân mình, thì chúng ta hãy luôn nhớ được cái bảng số 3 này và sử dụng cái phẩy tay này vào để có thể thân chặt những điều đó. Mọi việc đều xuất phát từ chúng ta, nên những cái điều gì mà chúng ta không mong muốn mà nó xảy ra đối với mình và trước mặt mình thì nó là do chúng ta mà ra. Và nếu thế, chúng ta hãy dừng phản ứng, chúng ta thay vì hãy phản biện lại nó thì chúng ta hãy dừng phản ứng lại và nhận lỗi về phía bản thân mình, thì mọi chuyện sẽ có thể sẽ được lắng xuống và giải quyết một cách êm đẹp. Rồi, và bây giờ một điều rất là tuyệt vời là sau cái bảng số 3, đó là mọi việc đều đến từ chúng ta, thì may quá chúng ta có thể thay đổi được nó, đúng không ạ? Còn nếu như mà nó xuất phát từ bên ngoài, tự nó đã là nó rồi, thì chúng ta có thể thay đổi được. Nhưng từ phía chúng ta có thể thay đổi được, đúng không ạ? À vậy bây giờ mình muốn thay đổi phần này, muốn biến phần này thành kim cương sẽ có được không nhá? Tôi muốn biến cái phần này kim cương, hay cho con si kim cương, kim cương, kim cương, kim cương là bùm, thì đây à, vẫn là một cây bút. Thì tất cả mọi người có thể để ý rằng Huy đã cầu nguyện, đã suy nghĩ tích cực, đã mong muốn, đã xin để cái vật này biến thành một viên kim cương. Nhưng nó vẫn là gì đấy ạ? À, nó vẫn là một cây bút, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi Huy chỉ cầu nguyện, chỉ suy nghĩ tích cực, chỉ mong ước, chỉ cầu xin, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và đó cũng chính là cái bài học số 4, đó là mọi chuyện không đến từ cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực. Bởi vì những điều đó nó chưa thể đem lại kết quả, mà chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải hành động để đạt được những cái điều đó. Nhưng có một điều là không phải lúc nào chúng ta hành động là đạt được kết quả mà mình mong muốn. Có rất nhiều người lên kế hoạch, mục tiêu, lên chiến lược rõ ràng và rất là chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không đạt được kết quả mà mình mong muốn, đúng không ạ? Và còn ngược lại, có những người rất nhẹ nhàng, ung dung làm việc, và rồi một ngày họ sẽ đạt được kết quả gấp 10, gấp trăm, thậm chí gấp cả ngàn lần những gì mà họ mong muốn. Thế thì sự khác biệt ở đây là gì ạ? Đó không phải là hành động chăm chỉ, không chỉ là hành động chăm chỉ. Đó không chỉ là lên kế hoạch rõ ràng, đúng không ạ? Và có một điều gì khác. Chúng ta thể ý rằng nó là trong cái bài học số 3, mọi việc xuất phát từ chúng ta, từ trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta đều thấy rằng đó là trong tâm trí chúng ta có những cái điều đó, có những cái vật đó. Và đó, hay nói khác, chúng ta quý có thể gọi đó là những hạt giống ở trong tâm trí. Và trong tâm trí chúng ta, trong thời điểm hiện tại có hàng triệu những cái hạt giống đó. Nó vào trong thông qua con đường một cách chúng ta tạo dấu ấn hàng ngày từ khi sinh ra, từ trước khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Cũng như cái vật này, trước khi trong quá khứ hẳn đã có một ai đó đưa cho chúng ta và nói rằng đây là một cái bút, hãy viết đi. Và thầy cô nói đây là một cái bút, bạn bè nói là một cái bút, và trải nghiệm viết của chúng ta cũng là một cây bút, và lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lần từ khi chúng ta sinh ra cho đến thời điểm bây giờ. Và nó khắc sâu những cái dấu ấn hay những cái hạt giống về một cây bút trong tâm trí của chúng ta. Và cái điều đó nó tạo nên một cây bút cực kỳ mạnh mẽ trong tâm trí. Nên chỉ cần ai đó giơ cái vật này lên thì chúng ta liền nhận ra đây là một cây bút, đây là một cây bút, đây là một cây bút. Và cái điều này nó nhanh đến cái mức mà chúng ta không hề nhận ra được là nó xuất phát từ trong tâm trí của mình, mà nghĩ rằng nó xuất phát ở phía bên ngoài, thì chúng ta thường nhận lầm những cái vật đó. Và đó, vì thế trong tâm trí chúng ta đã có những hạt giống đó rồi, thì chúng ta mới có thể hành động để đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Vậy nên khi chúng ta mong muốn một điều gì đó ở thế giới bên ngoài, thì trước tiên chúng ta cần phải có hạt giống, cần phải có hạt giống ở trong tâm trí, thì mình mới có thể hành động để đạt được điều đó. Và để có được hạt giống thì chúng ta cần phải hành động qua một bước gieo hạt. Và cụ thể như thế nào thì Quý sẽ chia sẻ cho các anh chị trong những cái bài học sau. Nhưng trong khuôn khổ hôm nay thì năm cái bài học này thì Quý nhận rằng nó thực sự ý nghĩa.
và mong rằng các anh chị và các bạn có thể nắm bắt được những cái bài học này để ứng dụng vào trong cuộc sống của mình.